Việt Nam đang ngày càng trở nên phổ biến, số lượng các giải marathon cũng tăng dần, trở thành một môn thể thao dễ chơi, dễ tiếp cận với mọi người. Không dừng lại ở đó, cộng đồng chạy bộ phong trào dần hình thành nên những hội nhóm có tính chất chuyên nghiệp hơn với mục tiêu không gì khác là nâng cao sức khỏe, lan tỏa tinh thần tích cực trong việc rèn luyện thể chất, vượt qua giới hạn bản thân. Nhân dịp đầu xuân năm mới, Thể thao VTC đã có buổi gặp gỡ một trong những cộng đồng chạy bộ nổi tiếng là hạm đội Runners, cùng lắng nghe chia sẻ của họ về những mục tiêu, định hướng của các chân chạy trong năm Giáp Thìn, cũng như những lưu ý giữ gìn sức khỏe và ý nghĩa của việc luyện tập thể dục thể thao. Hạm đội Runners được thành lập bởi nhiều chân chạy phong trào nổi tiếng, kết hợp cùng các huấn luyện viên, vận động viên chuyên nghiệp và nhiều câu lạc bộ chạy bộ khác trên cả nước, mang trong mình sứ mệnh lan tỏa đam mê, kiến thức, từ đó hướng tới mục tiêu xa hơn là xây dựng những giá trị to lớn khác cho cộng đồng. Hạm đội Runner được thành lập và dẫn dắt bởi huấn luyện viên chuyên nghiệp là bố Bùi Lương, vận động viên tuyển điền kinh quốc gia là Đỗ Quốc Luật, Nguyễn Quốc Anh, bác sĩ là Bùi Vũ Trưởng và các vận động viên khác như Tiến Mai, Hà Văn Nhật, vân vân. Về cái sứ mệnh của hạm đội Runner là gắn kết yêu thương, lan tỏa cộng đồng, giúp một Việt Nam khỏe mạnh hơn. Đúng như cái tiêu chí đó là dẫn lối đam mê. Khi mà anh chị em vào tham gia vào cái hạm đội Runner thì được hỗ trợ giáo án cũng như tư vấn của bác sĩ, hoàn toàn không hề mất chi phí. Với những định hướng rõ ràng, các thành viên của hạm đội Runners luôn mang trong mình ý thức tập luyện chuyên nghiệp. Dù đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, nhưng những chân chạy này vẫn cùng nhau tụ họp, rèn luyện bản thân, hướng đến một năm mới với nhiều dấu mốc mới hơn nữa. Ý nghĩa của việc nâng cao sức khỏe thông qua mỗi bước chạy được các Runners vô cùng chú trọng. Không những thế, tất cả đều nắm rõ kiến thức tập luyện, ăn nghỉ, sinh hoạt điều độ để tránh xảy ra những chấn thương đáng tiếc trong quá trình tập luyện và thi đấu. Đối với cái cách để những anh em chạy phong trào có những cái sự an toàn và hạn chế chấn thương nhất thì trước tiên là theo mình là cần phải cân đối giữa cái chế độ tập luyện này, chế độ cái thời gian nghỉ ngơi và giữa công việc. Bởi vì là cái thời gian nghỉ ngơi của dân phong trào của mình ấy, thì nó sẽ ít hơn so với dân tuyển. Cái giấc ngủ của mình ấy, thì mình sẽ phải ưu tiên để làm sao đấy có cái giấc ngủ nó đảm bảo một ngày từ 6 đến 8 tiếng. Mình sẽ phải ăn uống nó đầy đủ chất dinh dưỡng này. Mình phải bắt buộc là phải tính toán lượng calo làm sao đấy mình nạp vào nó đủ so với cái lượng vận động và cái công việc của mình. Kế hoạch tập luyện của mình thì gần như sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Bởi vì ngoài đón Tết Nguyên đán ra thì mình có rất nhiều các cái nhiệm vụ, đặc biệt là các giải đấu ra Tết. Nên là mình luôn xây dựng những kế hoạch. Và đặc biệt là khi mà Tết Nguyên đán đến ấy, thì mình cũng tập luyện và đặt những cái kỷ luật theo thường xuyên. Có thể là về khối lượng mình sẽ giảm đi một chút, nhưng không vì đó là mình bỏ dở cái thời gian tập luyện của mình. Khi ra Tết xong thì mình sẽ không bị mất quá nhiều thời gian để mình thích nghi và mình cố luôn ở tại các cái giải đấu xong đầu năm. Theo quan điểm của em thì là có sức khỏe sẽ là có tất cả. Vâng, nhân dịp đầu xuân năm mới thì xin gửi đến quý khán giả và tất cả mọi người năm mới, một năm mới an khang thịnh vượng, năm mới chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe để theo đuổi những cái đam mê của mình và cũng như đem những bước chạy của mình lan tỏa đến cộng đồng. Có thể khẳng định, chạy bộ là môn thể thao dễ thực hiện nhất với đại đa số người dân trên thế giới. Và việc hình thành nên những cộng đồng sinh hoạt lành mạnh như hạm đội Runners càng giúp lan tỏa thông điệp nâng cao sức khỏe toàn dân, ý chí và nghị lực trong mỗi con người với bộ môn này. Những bước chạy đầu xuân đầy ý nghĩa của hạm đội Runners nói riêng và cộng đồng chạy bộ nói chung chắc chắn sẽ truyền động lực luyện tập thể dục thể thao đến với hàng triệu người trên khắp mọi miền Tổ quốc.